Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần miệng của con hổ. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi trơn, dùng len cố tông Việt Nam 1mm màu trắng nha các bạn. Chập 2 sợi. Chúng ta móc 6 mũi. 6 mũi trơn. 1 2 3 4 nè, 5 nè, 6. Nối vòng tròn bằng một mũi trượt. Các bạn kéo dây để chúng ta đánh dấu hàng nha. Các bạn bắt dây lên trên. Hàng tiếp theo chúng ta móc 6V. 6V. Một V. 2V. 3V. 4V. 5V. 6V. Chúng ta vắt sợi dây lên để đánh dấu hàng. Hàng tiếp theo các bạn móc một mũi đơn, một mũi tăng. Như vậy 6 lần. Một đơn này, một mũi tăng. Đơn. Tăng. Đơn. Tăng. Đơn. Tăng. Đơn. Tăng. Đơn. Tăng. Chúng ta hết hàng, các bạn đánh dấu. Vòng này chúng ta được 18 mũi, các bạn móc 18 mũi đơn. Hàng này chúng ta móc mũi đơn hết, đến sợi dây là chúng ta hết hàng. Đây, chúng ta hết hàng, các bạn đánh dấu. Hàng này chúng ta sẽ... các bạn móc 3 mũi đơn. 1 2 À, 2 mũi đơn. Đến 1 mũi tăng. Rồi, chúng ta sẽ móc mũi đơn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta móc 8 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi đơn. Chúng ta móc 5 mũi đơn, 1 mũi tăng. Mình không có chát nên mình đếm hơi bị lâu. Cho 1 mũi tăng nha các bạn.
móc tiếp 2 4 5 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5 mũi đơn, chúng ta móc một mũi tăng. Chúng ta móc tiếp 3 mũi đơn là hết hàng. Rồi, các bạn đánh dấu. Hàng này chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn. 1 2 3 móc 1 mũi tăng. Chúng ta móc 6 mũi đơn nữa. 1 2 3 4 5 6 móc 1 mũi tăng. Móc tiếp 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 một mũi tăng. Rồi móc 3 mũi đơn nữa là chúng ta hết hàng. 2 3 mũi, mũi cuối cùng các bạn kéo dây qua luôn. Chờ một đoạn dây để chúng ta khâu vào. Sau khi móc như thế này thì mình hướng dẫn các bạn khâu cái mũi này luôn ha. Đợi mình đi lấy kim. Ok, chỉ như thế này. Các bạn kéo một sợi dây dài ra. Dài gần bằng nửa sải tay, hơn nửa sải tay nha các bạn. Kéo ở đâu rồi? Các bạn cắt đi. Có nghĩa là cái sợi chỉ của chúng ta sẽ chập 4. Và các bạn dùng cái kim như bình thường của mình nè. Cái kim để mình may đồ á. Các bạn xỏ chỉ qua. Mình rút, nghĩa là mình phải dùng 4 sợi chỉ nha các bạn. Các bạn cái này các bạn cắt chỉ thừa đi lại giữa. Bây giờ chúng ta sẽ theo cái phần mũi của con. Các bạn để cái phần này ở dưới, các bạn cố định bằng các bạn cứ sao qua như thế này thôi. Để mình giữ cái sợi cố định cái ở dưới á. Xong các bạn khâu vào một cái lỗ bất kỳ. Chúng ta sẽ tính 1, 2, 3, 4, 5. Và các bạn sâu vào cái lỗ thứ 5. Đây. Xong rồi chúng ta sẽ tính 2 hàng và chúng ta chọc vào giữa này. Bây giờ chúng ta khâu. Ta sẽ theo cái phần này. Bây giờ các bạn nhìn mình theo này. Mình có nghĩa là mình chỉ vắt dây qua dây lại để cho nó kín cái chỗ khoảng trắng ở trong này thôi.
Đây. Xong các bạn cho vào cái lỗ cái đệm ở trên này này. Thì bây giờ chúng ta mới khâu thì nó sẽ kín cái mũi hơn. Chúng ta làm như vậy thì nó sẽ giảm bớt cái lượng mà chúng ta chọt kim vào cái đỉnh này nè, nó sẽ bị cứng. Đây, tới đây rồi các bạn à, cố định cái sợi dây này. Chúng ta đã làm xong cái mũi.